bị đồn bác sĩ bạo cưới Lan Khuê chửi thẳng mặt. Vẫn chưa cao tay bằng Nhã Phương cực thâm, á hậu Tú Anh Nhã Phương Diệp Lam Anh im lặng cho qua, trong khi Lan Khuê lại chói bay cải biến khi vướng tai tiếng ăn cơm trước kẽn nên phải cưới chạy bầu trong thời gian qua. Lan Khuê, những ngày qua thông tin đám cưới của Lan Khuê đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo một nguồn tin cho biết, đám cưới của hoa khôi áo dài Việt Nam và chồng đại gia họ Nguyễn sẽ diễn ra vào chiều 4 tháng 10 tại một khách sạn lớn thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, Lan Khuê và doanh nhân Tuấn Son liên tục sánh đôi trong các sự kiện. Vừa hé lộ thiệp cưới bản xịn, cặp tình nhân ngôi sao đã cùng nhau xuất ngoại, tận hưởng honeymoon sang chảnh. Được biết, Lan Khuê và hôn thê di chuyển qua nhiều nước, trong đó có Pháp và Cộng hòa Séc. Hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, Lan Khuê bị những bộ quần áo của mình phản chủ, khiến sau đó mỹ nhân họ Trần vướng tin đồn bầu bì. Nhiều người nhận xét hoa khôi áo dài Việt Nam đang phải phù phép che giấu bụng bầu bằng style thời trang. Trước nghi vấn bác sĩ bạo cưới, mỹ nhân họ Trần bức xúc, bớt đổ lỗi cho tin đồn, toàn mình tự đồn tự viết chứ ai. Thấy đi một kiểu này rồi nhưng tôi đã kệ không nói, giờ thêm nữa. Bỏ cái tật suy diện ai lấy chồng là do bác sĩ hối thúc đi nha, hãy sáng tạo một cách tích cực và đáng yêu hơn nào. Mới đây nhất, Lan Khuê chia sẻ về bức hình cuối cùng ở Vraha. Trong hình, hoa khôi mặc váy trắng tinh với thiết kế khéo phô diễn vòng eo thon gọn phẳng lì. Lan Khuê không phải là mỹ nhân duy nhất vướng vào tin đồn ăn cơm trước kẽn. Trước đó, Diệp Lam Anh, Nhã Phương, á hậu Tú Anh cũng từng đau đầu vì phải xịu chữ soi mói này. Nhã Phương, khép lại 3 năm yêu đương sóng gió, Trường Giang Nhã Phương đã đính hôn vào tối 24 tháng 8. Bữa tiệc được tổ chức tại resort trên bờ biển Hội An. Hiện tại, nữ diễn viên tuổi thanh xuân và ông xã Trường Giang đang chuẩn bị cho ngày đón dâu vào tháng 9. Để xây dựng hạnh phúc với người bạn trai đào hoa, Nhã Phương chịu không ít dị nghị. Thậm chí, cô còn bị mang tiếng vì ăn cơm trước kẽn nên phải cưới chạy bầu. Theo một nguồn tin tiết lộ, nam danh hài xứ Quảng đưa bạn gái đến khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế. Nguồn tin cũng khẳng định đây là lý do khiến nữ diễn viên sinh năm 1990 phải hủy vai trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, dù trước đó cô đã chụp hình poster. Nghi vấn càng cao khi đoạn clip nhận định Nhã Phương lộ bụng bầu 3 tháng trong đám cưới của em gái được lan truyền mạnh. Không phân trần hay bày bỏ bức xúc, Nhã Phương chọn im lặng trước truyền thông nhưng cũng khéo đáp trả dư luận. Theo đó, bạn gái Trường Giang đăng tải tấm ảnh tự tin, diện áo rớp tớp, khoe eo thon phẳng lì, cùng quần jean ôm sát khi đi du lịch cùng bạn bè. Mới đây nhất, Nhã Phương xuất hiện với những đính hôn lấp lánh ở ngón áp út, thân hình hoàn toàn bình thường. Tối ngày 4 tháng 9, mỹ nhân họ Trần và hôn phu tay trong tay dự tiệc với bạn bè đồng nghiệp. Theo nguồn tin cho biết, mười khó kín đáo đến ủng hộ bà xã nhân dịp phim mới của cô đóng máy. Tú Anh, đầu tháng 6, 2018, thông tin á hậu Tú Anh lên xe hoa với bạn trai lan truyền râm ran. Câu chuyện đám cưới của á hậu Việt Nam 2012 kết hôn khiến mọi người bất ngờ bởi trước đó người đẹp họ Dương chỉ tập trung vào công việc. Nhiều người còn cho rằng chỉ có cưới chạy bầu thì mới nhanh như vậy, chứ dễ gì mấy nàng hậu như Tú Anh lại chịu chui vào rọ sớm. Để minh chứng, cách thánh soi còn khẳng định tận mắt nhìn thấy Tú Anh có mặt ở phòng khám sản khoa của một bệnh viện quốc tế danh tiếng. Trước những thông tin trái chiều, á hậu Việt Nam 2012 đã khéo léo đáp trả. Á hậu đăng tải khoảnh khắc diện đầm bó sát, phô diễn hình thể khoe vòng eo thon gọn trên Instagram Story. Diệp Lam Anh gấp mặt tiếp theo và danh sách cưới chạy bầu là Diệp Lam Anh. Đầu tháng 5 2018, thông tin đám cưới của họ Diệp và thiếu gia Sài Thành Đức Phạm sau 2 năm yêu đương mặn nồng được công khai. Trước ngày cưới, Diệp Lam Anh để lộ vòng hai lớn khác thường trong bức ảnh chụp cùng bạn bè, để lộ vòng hai khá to. Bác tin đồn bầu bì, Diệp Lam Anh cho rằng thân hình của cô đẩy đà hơn do tăng cân. Nhưng chỉ sau 7 tuần kết hôn, Diệp Lam Anh thừa nhận lý do thân hình phát tướng và vòng hai nở nang chỉ vì đang mang bầu bé gái 4 tháng. Thank you.